Boss ra, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Thì bây giờ mình đã quay trở lại và lời hạn xưa rất là nhiều. Thay vì review những con bàn phím hay là những chiếc tai nghe chuột gaming kia, thì bây giờ mình sẽ review luôn cho anh em một thứ rất là thú vị. Đây là một chiếc loa Bluetooth, nhưng mà nó sẽ ẩn chứa trong đó có rất là nhiều điều mà khiến cho các bạn phải bất ngờ đấy. Ok, mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào review đánh giá chi tiết em này luôn nhé. Let's go. Như các bạn đã thấy ở bên ngoài vỏ hộp thì chúng ta sẽ thấy có dòng chữ sao sâu, tức là tên của cái dòng loa này. Đó. Và nó sẽ có ghi là Dream Speaker in Fantasy Color. Thì có lẽ là đây là một cái dòng và loa mà nó hỗ trợ rất là nhiều màu đèn LED. Đó. Ở bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy được cái hình dáng của cái loa là dạng hình trụ tròn như thế này. Đấy, sound cell không có gì hết. À, bên đây chúng ta sẽ thấy có một cái hình mô tả có đèn LED RGB rất là đẹp. Thôi, bây giờ mình sẽ đi vào bóc hộp luôn nhé. Ok, chúng ta sẽ mở hộp vào một bên như này. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ thấy có một cái hộp nhỏ nữa khi mà mở ra. Đó, nó sẽ được hai loại dây cáp. Một dây cáp đó là nối dài cổng 3.5, một dây cáp là cổng USB sạc. Đó. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái lớp lớp để bảo vệ cái loa. Rồi để mình tuốt ra nhé. Con này thì được bọc khá là kỹ. Ở trong này chúng ta sẽ được thấy có một cái loa bọc ở trong một cái túi ni lông. Ngoài ra thì ở trong này còn một cuốn hướng dẫn sử dụng nữa, nhưng mà có lẽ thì không cần thiết đâu. Rồi chúng ta bỏ hết mấy cái thứ linh tinh này sang một bên. Và đây chính là em loa Bluetooth của chúng ta. Thân khá là dài, nhìn rất là chắc chắn. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm chiếc loa này thì nó cực kỳ đầm tay, tức là nó sẽ rất là nặng, không hề nhẹ nhàng như những cái con loa mà giá rẻ khác. Đó, và cái chất liệu của nó thì khi cầm vào thì cái lưới này chính là bằng kim loại được sơn, thì nhìn nó rất là cao cấp, nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt thì cái độ dài của nó cũng vừa đủ thôi. Để mình kiểm tra nhé, là khoảng dài hơn 20cm chút, tức là khoảng hơn một cánh tay. Như vậy cũng đủ gọn để cho mình để trang trí trong phòng cũng như là trên bàn làm việc vân vân. Cái cách thiết kế như thế này thì mình thường thấy ở những cái con loa Bluetooth mà của thằng JBL á, thường nó làm sẽ trụ tròn như thế này. Tuy nhiên thì con này lại không có khả năng chống nước nha các bạn. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ thấy có một cái màng bằng nhựa như thế này, thì màng này chính là cái màng để bảo vệ cho cái loa nằm ở phía dưới đây, tức là cái loa của con loa Bluetooth này. Phía dưới chân thì chúng ta sẽ nhìn thấy có các cái nút điều khiển, ví dụ như là chỉnh LED này, tăng giảm lượng nắp bài, pau vân vân. Đó, có cả nút chỉnh mod. Vì sao lại có nút M này, chỉnh mod này, thì chính là để mình sử dụng các cái mod sau đây. Ví dụ là cổng AUX, tức là khi mình cắm cổng AUX này thì mình có thể sử dụng, mình cắm trực tiếp vào trong PC hoặc là trong điện thoại luôn. Hoặc là mình sẽ dùng Bluetooth thì khi mình ấn nút M, tức là nút chuyển mod, thì nó sẽ chuyển sang mod Bluetooth hoặc là cái chế độ dùng cổng AUX. Ngoài ra thì nó vẫn có thể sử dụng là TF card, tức là cái card micro SD ấy, dùng để cắm vào trong điện thoại. Mình có thể tải bài hát và cắm vào đây để mình nghe sử dụng, thì mình cũng dùng nút này để chuyển đổi luôn. Ở phía dưới này nó sẽ làm thon gọn lại, và phía chân của nó sẽ được làm hệ thống, tức là những cái đường tròn đồng tâm, và nó sẽ được làm bằng cao su nó, để đảm bảo cho các bạn khi mà để lên bàn thì nó sẽ bám chắc vào mặt bàn tốt nhất, để không bị rung hoặc là bị di chuyển khi mà mình nghe nhạc. Ở phía đằng sau của con này thì nó sẽ có một cái lớp cao su nữa, và cái lớp này sẽ có dòng chữ Fantasy Color, đó, cái tên của cái dòng loa này nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cần gạt on off để bật tắt chế độ, đó, không có gì nhiều. Cái đặc biệt của con loa này thì nó đến từ cái hệ thống đèn LED của em này, cho nên bây giờ mình sẽ thử cho các bạn khi mà bật LED lên thì nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ gạt cái cần gạt này sang chế độ on. Đó. Bluetooth mode has been on. Đấy, rất là phê. Cái con này thì khi mình bật lên thì nó sẽ hoàn toàn là sale tiếng Anh nha các bạn, không có phải là tiếng Trung Quốc. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có chế độ đầu tiên, đó là cái chế độ này nó sẽ nháy theo nhạc. Mình sẽ chuyển sang các cái chế độ không nháy theo nhạc cho các bạn nhìn nhé. Đây là một cái chế độ khá là đẹp. Cái chế độ đó sẽ đổi 7 màu và lần lượt chạy từ dưới lên trên. Đó. Đổi tất cả các màu luôn, nhìn rất là đẹp luôn.
các bạn nhìn này, đấy, cái đèn led của nó sẽ trải vòng xung quanh nha các bạn, chỉ trừ mỗi cái khung ở ngay chỗ này là do nó có cái logo thôi. Đấy, con này có tất cả là 5 chế độ led. Cái chế độ led tiếp theo nữa là cái chế độ led mà nó sẽ chạy vòng quanh và nó sẽ chạy theo lớp lớp giống như thế này. Ừ, nó cũng thay đổi đủ màu luôn, rất là đẹp. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái chế độ nữa là chế độ tắt led hoặc là chế độ chạy RGB rainbow. Mình vẫn rất là thích cái chế độ này tại vì nó cực kỳ rực rỡ luôn. Đó, mặc dù là cái lớp lưới này nó sẽ được lớp một lớp vải nữa và màu đen, tuy nhiên thì led của nó vẫn rất là sáng, đủ để các bạn có thể nhìn thấy trong đêm hoặc là để trong phòng đủ, cho dù đủ sáng như thế này thì nó vẫn rất là đẹp. Đấy, sáng hơn rất là nhiều những cái con loa mà mình đã từng nhìn thấy. Ok, về bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ dùng led mà dành cho nhạc. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe qua về một đoạn nhạc mà em này phát nhé. Nếu như mà con này mình để ở góc tường hoặc là bên mép tường á, thì nó sẽ có cho âm thanh tốt hơn, tại vì như vậy nó sẽ vang ra. Bây giờ mình sẽ đổi góc quay nhé. Các bạn thấy sao về cái âm thanh của em này? Với mình thì khi mình trải nghiệm ở bên ngoài thực tế, do cái mic của mình thu không được tốt lắm thì cái âm bát của em này thực sự là không có chắc chắn như là những cái dòng cao cấp. Tuy nhiên thì đủ để cho các bạn nghe với cái, tức là những cái nhu cầu bình thường thôi chứ không phải là thuộc dạng cao cấp. Và được một cái nữa là nó có đèn led nháy theo nhạc rất là đẹp. Đó, chuyển động rất là mượt mà. Và cái âm lượng của em này rất là to, đủ để cho các bạn có thể sử dụng trong những cái căn phòng khoảng tầm từ 15m² hoặc là 20m² đổ lại thì nó sẽ vừa đủ nghe. Và nghe nếu mà các bạn mở hết cỡ lên thì nghe cũng đủ phê đấy, đủ để cho các bạn quẩy. Và cái đặc biệt nữa là với hệ thống đèn led này thì các bạn hoàn toàn có thể để ở trên góc gaming của mình để trưng, thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình chắc chắn sẽ dùng một con này để trưng trên góc gaming của mình, vừa để làm loa vừa để mà show được cái hàng led RGB cực đẹp của em nó. Và tất nhiên thì em này nó sẽ có tặng kèm cho các bạn một cái cổng 3.5 nối dài nữa nằm ở trong đây. Đó, với cái cổng 3.5 nối dài này thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào trong PC của mình để mình lấy nhạc ra, không cần phải kết nối qua Bluetooth, rất là tiện đây. Và nó sẽ tặng kèm luôn cả một cái cổng sạc micro USB, thì các bạn có thể cắm sạc hoặc vào sạc dự phòng hoặc là cắm vào cái cục sạc để mình cắm trực tiếp. Đó, nó sẽ có một cổng 3.5 như thế này. Thì khi mà mình dùng cổng này thì các bạn có thể cắm một đầu này vào trong cái cổng phát ra loa của PC á. Một đầu thì mình sẽ cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5 của em này ở đầu, ở sau lưng đây. Thì khi mà mình sử dụng như vậy thì nó sẽ phát trực tiếp luôn, không phải qua Bluetooth nha. Đó, một cái ưu điểm khá là tốt. Ok, tóm cái váy lại thì đây là một cái dòng loa Bluetooth có hỗ trợ đèn led RGB cực đẹp, và nó sẽ có đèn led hỗ trợ nháy theo nhạc luôn. Một trong những cái tính năng mà rất là hiếm hoi khi mà mình sử dụng loa Bluetooth thì hầu như không có, và nếu có thì chắc cũng rất chi là mắc tiền. Với cái tầm giá khoảng tầm 700 đến 800 như em này thì rất là ngon rồi, ok rồi.
Về chất lượng âm thanh của em này thì phải nói là rất là to, đủ để cho các bạn quẩy ở trong những cái căn phòng từ vừa cho đến nhỏ. Thiên hướng âm thanh của em này thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy vào các bạn thôi. Tuy nhiên theo mình thì con này nghe nhạc nhẹ hoặc là nhạc bốp thì rất là ok. Còn nếu như mà các bạn muốn nghe kiểu nhạc EDM bass cực mạnh thì có lẽ con này không đáp ứng nổi, tại vì những cái thiết kế như này thì nó khá là nhỏ nhắn và cái âm bass của nó thì không đủ chắc và cũng không đủ mạnh. Đấy. Nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể dùng một cái cổng chia mà mình chia thêm một cái sub nữa thì phải nói là rất là ok đấy. Rồi vậy với tầm giá tiền khoảng từ 7 đến 800 thì các bạn có thấy con này ok không và có đáng mua không? Thì hãy để lại comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở phía chỗ phần mô tả. Các bạn có thể kích vào link đó để mình xem giá hiện tại. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình đấy. À quên, nếu các bạn muốn xem thêm các cái video về bàn phím hoặc là chuột gaming gear từ kênh Boss Gear của mình thì các bạn có thể ấn vào bên tay trái đây hoặc là bên tay phải. Và sau đó nhớ ấn like và subscribe kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.